Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 4 tháng 1, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ trì hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của tỉnh năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Đại tá Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các ban của tỉnh ủy. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nêu khái quát: trong năm 2018, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25 trong số 26 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 15,16%, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn dù mới hoạt động 43% công suất nhưng đã đóng góp tới 8 điểm phần trăm trong tăng trưởng năm 2018. Thu ngân sách nhà nước đạt xấp xỉ 23.500 tỷ đồng, là năm đầu tiên vượt qua con số 20.000 tỷ đồng, vượt nghị quyết Quốc hội và Chính phủ giao cho Thanh Hóa hơn 1.600 tỷ đồng, gấp 5,58 lần năm 2010. Giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao và nhiều lĩnh vực văn hóa xã hội đều đạt kết quả tốt. Lần đầu tiên, Thanh Hóa có 6 huy chương vàng bạc đồng trong các kỳ Olympic quốc tế, thể thao thành tích cao xếp thứ tư cả nước. Xây dựng đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là đã sắp xếp sát nhập 5.791 thôn bản, còn hơn 4.400 thôn bản, giảm khoảng 1.500 thôn bản, đứng đầu cả nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, trong kết quả chung của Thanh Hóa năm 2018, có đóng góp quan trọng của công tác quân sự địa phương và công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ ổn định cho phát triển kinh tế xã hội. Năm 2019, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 20%. Đây là mục tiêu rất lớn, trong đó đi liền với kinh tế, công tác quốc phòng an ninh cũng có nhiệm vụ nặng nề hơn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đề nghị hội nghị thảo luận, đánh giá, làm rõ kết quả công tác quân sự, đảm bảo quốc phòng năm 2018, có biện pháp giải pháp khắc phục những hạn chế, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, tạo đà cho việc hoàn thành thắng lợi nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở đánh giá tình hình năm 2019 và việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2018, dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng và năng lực tham mưu trong xây dựng thế trận quân sự, tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, nắm chắc tình hình, phối hợp xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống. Dự thảo nghị quyết đề ra 3 nhóm giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện 8 mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về quốc phòng an ninh, với hai khẩu hiệu đột phá là xây dựng đội ngũ cán bộ ở đơn vị cơ sở, nhất là cơ quan quân sự cấp huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng chiều sâu xây dựng chính quy, quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, nhằm góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ một số hạn chế trong công tác quân sự quốc phòng năm 2018, đề xuất các giải pháp khắc phục như tăng cường quản lý, duy trì nghiêm kỷ luật, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát, phòng ngừa vi phạm, sai phạm, tăng cường công tác giáo dục quốc phòng an ninh, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng cho nhân dân và công nhân ở các khu công nghiệp ở vùng sâu vùng xa, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đề xuất chỉnh sửa một số chỉ tiêu đảm bảo tính hợp lý khả thi. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ và lực lượng vũ trang Thanh Hóa đạt được trong năm 2018. Đồng chí đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng của Tỉnh ủy Thanh Hóa để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an ninh, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội. Đây là kết quả đặc biệt quan trọng trong điều kiện một tỉnh có địa bàn rộng, dân cư đông, đường biên giới dài, kinh tế đang phát triển mạnh mẽ. Về nhiệm vụ năm 2019, Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đặc biệt lưu ý Đảng ủy Quân sự tỉnh tăng cường chỉ đạo việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương và an toàn trong quân đội. Các đơn vị quân đội phải tập trung thực hiện nghiêm công tác quản lý kỷ luật, không để xảy ra tình trạng cán bộ chiến sĩ vi phạm pháp luật và kỷ luật. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng diễn biến trong nội bộ để giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ về thực hiện kỷ cương kỷ luật và thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, chủ động phối hợp với các đơn vị lực lượng nắm đánh giá đúng tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy xử lý các nhiệm vụ kịp thời, linh hoạt, đúng pháp luật, không để bị động bất ngờ, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng, tham mưu bổ sung hoàn thành quy hoạch thế trận quân sự trong nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng việc xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt công tác giao quân, đảm bảo chất lượng chỉ tiêu, đổi mới và nâng cao năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ quân sự cấp cơ sở, trong đó có cấp huyện, tránh xu hướng dân sự hóa, hành chính hóa, địa phương hóa cán bộ quân sự, chuẩn bị tốt mọi mặt cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ tới,
đặc biệt là chuẩn bị nhân sự cho Đại hội quân sự cấp huyện, cấp tỉnh năm 2020. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh yêu cầu đánh giá đúng, đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, bổ sung vào dự thảo nghị quyết yêu cầu cao hơn về phương hướng nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đảm bảo quốc phòng an ninh theo mục tiêu tăng tốc phát triển kinh tế của tỉnh trong năm 2018. Với yêu cầu đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng công tác quân sự quốc phòng không thể chỉ thực hiện hai khâu đột phá như dự thảo nghị quyết nêu mà phải xác định và phấn đấu thực hiện bằng được 4 khâu đột phá. Trong đó, khâu đột phá số 1 là tổ chức thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng trong toàn quân. Thứ hai là siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quân đội, từ lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị đến từng tiểu đội, từng cán bộ chiến sĩ, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chỉ huy. Thứ ba là phải có các biện pháp, giải pháp thực sự hiệu quả để xây dựng nâng cao năng lực, khả năng tham mưu của đội ngũ cán bộ quân sự, nhất là cấp huyện, xây dựng cơ quan đơn vị kiểu mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Thứ tư là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, tăng cường khả năng nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của quân đội, tìm hiểu lịch sử, truyền thống văn hóa, tình hình hiện nay của đất nước, của Thanh Hóa, của quân đội, để cán bộ chiến sĩ có động lực, nghị lực, nhiệt tình phấn đấu vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2019, đồng thời lưu ý các đơn vị quân đội đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ quan đơn vị cá nhân kiểu mẫu, sắp xếp luân chuyển đội ngũ cán bộ quân sự cấp huyện, chú trọng làm tốt hơn công tác hậu cần quân đội, phân công cụ thể để thực hiện việc kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm, giáo dục những cán bộ chiến sĩ vi phạm kỷ luật. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp thu các ý kiến thảo luận, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo quân khu 4 để bổ sung hoàn thiện nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 theo hướng cụ thể, rõ đầu việc để lãnh đạo chỉ đạo, tránh chung chung, tạo điều kiện để các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, vượt qua nhiều khó khăn, ngành chăn nuôi tăng trưởng cao cả về sản lượng và giá trị. Việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi theo hướng công nghệ cao đã tạo nên những chuyển biến rõ nét cho ngành chăn nuôi của tỉnh trong năm 2018. Nét nổi bật của ngành chăn nuôi trong năm 2018 là triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án chăn nuôi quy mô lớn. Trong năm, công ty cổ phần sữa Vinamilk tổ chức khánh thành trang trại số 1 thuộc tổ hợp trang trại bò sữa công nghệ cao Vinamilk Thanh Hóa và nhập hơn 3.000 con bò sữa, góp phần đưa tổng sản lượng sữa tươi toàn tỉnh đạt 18,9 nghìn tấn, tăng 67% so với cùng kỳ và đạt cao nhất từ trước tới nay. Cùng với đó, công ty cổ phần nông sản Phú Gia phối hợp với tập đoàn Master Good Hungary xây dựng chuỗi liên kết chăn nuôi gà công nghệ cao gắn với chế biến xuất khẩu. Hiện trại gà giống Xuân Phú đã nhập 60.000 con gà bố mẹ, sản xuất thành công gà con thương phẩm và bắt đầu cung ứng cho các trang trại vệ tinh. Dự kiến năm 2019, trại sẽ cung ứng gà thương phẩm cho nhà máy chế biến xuất khẩu Việt Avis tại xã Hoàng Quy, huyện Hoàng Hóa, công suất 2.500 đến 4.500 con một giờ. Hiện nay công ty cổ phần nông sản Phú Gia đang thực hiện cái chuỗi đầu tư công nghệ cao 4A chăn nuôi gà liên kết và xuất khẩu. Việc thực hiện cái chuỗi công nghệ cao này nó là bước tới cho người nông dân Việt Nam và cho các hộ chăn nuôi gà truyền thống lâu nay có một cách nhìn nó tiến bộ hơn và cách nhìn những yêu cầu khắt khe trong quá trình chăn nuôi, đặc biệt là cái khâu vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau một thời gian gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ, từ tháng 4 năm 2018, giá thịt lợn hơi tăng trở lại đã tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi con lãi và tái đàn. Với các chính sách tái cơ cấu nông nghiệp, khuyến khích phát triển chăn nuôi bền vững, các địa phương đã chuyển mạnh từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại, gia trại, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Qua các đợt kiểm tra của cơ quan chức năng, không phát hiện trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Số hộ chăn nuôi nông hộ giảm gần 20% so với năm trước. Có các giải pháp như sau. Cái thứ nhất là tiếp tục quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung. Cái thứ hai là ban hành các cơ chế chính sách để phát triển ngành chăn nuôi. Và cái thứ ba là kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các trang trại lớn. Và cái thứ năm đó là chỉ đạo mỗi địa phương phải hình thành được một trang trại, gia trại chăn nuôi theo hướng quy mô tập trung. Năm 2019, ngành chăn nuôi đặt mục tiêu tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt 238.000 tấn, sản lượng sữa đạt 23.000 tấn và sản lượng trứng đạt 150 triệu quả.
Cùng với đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị, ngành chăn nuôi đang xây dựng và nhân rộng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào chăn nuôi. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng như các sở ngành có liên quan luôn tham mưu tích cực cho Ủy ban tỉnh và đồng hành cùng với doanh nghiệp tháo gỡ mọi khó khăn về đất đai, về địa điểm chấp thuận chủ trương đầu tư, về quy hoạch, về vấn đề giải phóng mặt bằng, cũng như hỗ trợ các cái nội dung có liên quan để giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn và tổ chức sản xuất thực hiện sớm để các dự án đảm bảo đúng tiến độ và khả thi. Việc tăng cường phát triển chăn nuôi quy mô lớn, liên kết chăn nuôi theo chuỗi, tạo ra sản phẩm chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thị trường nội địa và đủ điều kiện xuất khẩu là những giải pháp quan trọng nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Kinh nghiệm, kết quả đạt được trong năm qua sẽ là tiền đề quan trọng để ngành chăn nuôi tiếp tục đạt được những thành công cho năm mới 2019. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Ngọc Lặc đề ra mục tiêu có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Song với nhiều cách làm cụ thể thiết thực trong phát huy dân chủ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến hết năm 2018, huyện Ngọc Lặc đã có 5 xã 64 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, vượt kế hoạch trước 2 năm. Đến nay, bình quân toàn huyện đạt 14 tiêu chí nông thôn mới một xã, cao hơn mức bình quân khu vực 11 huyện miền núi Thanh Hóa. Thông báo cho bà con nhân dân ngày mai là chúng ta sẽ phát động làm tuyến đường giao thông nội thôn từ trong đồi đỏ buổi sáng, còn buổi chiều chúng ta tập trung về khu nhà văn hóa. Trước khi triển khai các công việc, Ban công tác thôn mới xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc đều tổ chức hội nghị thôn để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Đặc biệt, ngay tại nhà văn hóa thôn, các kết quả phần việc xây dựng thôn nông thôn mới, cam kết thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đều được niêm yết cụ thể để người dân tiện theo dõi, nắm bắt và đóng góp ý kiến. Cách làm này đã tạo sự đồng thuận rất lớn trong nhân dân, động viên người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua do địa phương phát động. Nhờ vậy đến nay, thôn mới đã được công nhận là thôn đạt tiêu chí nông thôn mới. Chúng tôi có cái tiêu chí là dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ và dân kiểm tra. Cho nên là với cái phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, thì trong quá trình phấn đấu và làm thì bà con rất chỉ là phấn khởi và tích cực tham gia. Thứ nhất là tham gia về phát triển kinh tế, thứ hai là về cái chương trình làm vệ sinh môi trường. Chúng tôi cũng đã vận động được toàn thể bà con là cùng hiến đất để làm cho con đường nó thông thoáng và nó đẹp hơn ngày trước. Cách làm của huyện Ngọc Lặc là tập trung xây dựng các thôn đạt tiêu chí thôn nông thôn mới, từ đó làm cơ sở xây dựng xã huyện đạt tiêu chí nông thôn mới, tích cực tuyên truyền, động viên nhân dân đóng góp kinh phí ngày công hiến đất, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Chỉ tính riêng trong năm 2018, huyện đã huy động nhân dân đóng góp hơn 243 tỷ đồng, đầu tư chỉnh trang khuôn viên công sở, đường làng ngõ xóm. Bên cạnh đó, huyện Ngọc Lặc còn chú trọng xây dựng phát triển các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình trang trại, gia trại, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, trên địa bàn huyện đã phát triển được 17 trang trại lớn và nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập hàng năm từ 200 đến 300 triệu đồng. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 32,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,02%. Trong thời gian sắp tới, thì huyện vẫn kiên trì phát triển kinh tế, gia trại, trang trại ở miền núi rất phù hợp với chăn nuôi, cho nên bà con đang quyết tâm như đó và cái đảm bảo vệ sinh môi trường. Và huyện là tiếp tục vận động tuyên truyền để người dân thấy được việc làm xây dựng nông thôn mới này là người dân xây dựng. Huyện cũng sẽ đề nghị tỉnh và các ngành trung ương hỗ trợ kinh phí để làm những cái mà rất cần nhiều kinh phí để bà con quyết tâm để làm được cái xây dựng thành công cái nông thôn mới. Với cách làm và hướng đi cụ thể, Ngọc Lặc phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành ít nhất gấp 2 lần mục tiêu xây dựng nông thôn mới mà Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, vào dịp cuối năm khi nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng lên, nhiều đối tượng kinh doanh thường đưa những mặt hàng kém chất lượng về tiêu thụ ở khu vực nông thôn miền núi. Nắm bắt được tình hình, ngay từ tháng 12 năm 2018, các lực lượng chức năng đã triển khai đợt cao điểm kiểm soát thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên đán. Trong đó, địa bàn nông thôn miền núi được đặc biệt quan tâm. Tại trung tâm thị trấn huyện Cẩm Thủy, các cửa hàng tạp hóa, trung tâm thương mại,
đã trưng bày rất nhiều loại hàng hóa phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Hiện nay, Ban chỉ đạo 389 huyện Cẩm Thủy đã triển khai kế hoạch kiểm tra kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán. Ngoài việc tập trung kiểm tra tại các địa bàn tập trung nhiều điểm kinh doanh dọc các tuyến quốc lộ và đường Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng huyện Cẩm Thủy còn tăng cường kiểm tra các cửa hàng tạp hóa tại các thôn bản nằm rải rác ở các xã trên địa bàn. Trên đây thì cái kinh nghiệm mua bán của người dân thì nó cũng chưa được nhiều. Thì thông thường thì cái dịp cuối năm thì là các cái đối tượng cũng hay trà trộn các cái hàng giả, hàng kém chất lượng để bán ở các cái vùng nông thôn. Thì nhận định được tình hình trên thì anh em cũng có tổ chức kiểm tra là ngoài các cái địa điểm kinh doanh lớn thì cũng kiểm tra các cái địa điểm nhỏ lẻ ở các xã. Nếu phát hiện sai phạm thì cũng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Với vai trò là thành viên trong đoàn thì bên phía về phía công an huyện Cẩm Thủy thì cũng tham gia tích cực với là các cơ quan chức năng có liên quan. Đặc biệt là có bên ban quản lý thị trường phối hợp để kiểm tra hàng hóa Tết cuối năm. Đối với các cái sai sót, sai phạm thì một mặt là nhắc nhở, rút kinh nghiệm, mặt khác thì là nghiêm chỉnh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Qua tổng hợp nhanh của Ban chỉ đạo 389 tỉnh, sau 2 tuần triển khai đợt cao điểm kiểm soát thị trường hàng hóa, lực lượng chức năng chưa phát hiện sai phạm lớn tại khu vực các huyện nông thôn miền núi. Những sai sót chủ yếu là các cửa hàng chưa thực hiện đầy đủ việc niêm yết giá trên từng sản phẩm. Một số mặt hàng ghi hạn sử dụng không rõ ràng, hàng hóa bày bán một số cửa hàng còn lộn xộn, lẫn lộn giữa hàng thực phẩm và các mặt hàng khác, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng cũng mới, với lại bà con cũng ra đây mua hàng nhiều nên là người ta cũng thạo giá rồi nên mình cũng không dán mà niêm yết giá lên. Nhưng mà nay vào dịp Tết thì cửa hàng sẽ tranh thủ dán giá vào. 2 tuần kiểm tra tích cực các đặc biệt của quan tâm mặt hàng thực phẩm, nhưng mà hiện tại bây giờ thì các cửa hàng kinh doanh đang chấp hành rất tốt. Chưa có những vi phạm nào đáng kể, chỉ có một số vi phạm nhỏ, ví dụ như là chưa thực hiện niêm yết giá hoặc là kệ kê hàng hóa chưa đảm bảo. Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 389, từ nay đến ngày 15 tháng 3 năm 2019, công tác kiểm tra kiểm soát thị trường sẽ được tiến hành thường xuyên kể cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngoài giờ hành chính. Bên cạnh việc kiểm tra các mặt hàng thiết yếu như bánh, mứt, kẹo, nước giải khát, lương thực thực phẩm, các lực lượng chức năng cũng chú trọng chống việc đầu cơ găm hàng ép giá nhằm ổn định thị trường, khuyến khích phát triển sản xuất, cung ứng đầy đủ hàng hóa, đảm bảo chất lượng, giá cả cho người dân tiêu dùng trong dịp Tết. Tệ nạn tín dụng đen là tội phạm nguồn, làm nảy sinh các loại tội phạm khác như cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái phép, thậm chí là giết người. Để đấu tranh chấn áp tệ nạn tín dụng đen, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa đã phát động đợt cao điểm với mục tiêu từng bước xử lý kiên quyết triệt để, không để phát sinh ổ nhóm tội phạm mới. Đóng cửa, ngừng hoạt động, tháo gỡ biển hiệu, thậm chí nộp đơn xin dừng kinh doanh dịch vụ tài chính là những động thái của các công ty tài chính sau khi công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện chuyên án triệt phá các ổ nhóm tín dụng đen. Tuy nhiên, lực lượng chức năng xác định việc chấn áp loại tội phạm nguy hiểm này vẫn cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, tập trung vào công tác khoanh vùng đối tượng, nắm vững địa bàn, đặc biệt là tăng cường quản lý các đơn vị hoạt động kinh doanh cầm đồ. Ở đây thì nó vẫn tiềm ẩn cái nguy cơ là cho vay nặng lãi trá hình dưới cái hình thức là cầm đồ. Đặc biệt là trong cái dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán thì chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch kiểm tra thường xuyên các cái cơ sở cầm đồ có cái dấu hiệu vi phạm pháp luật, phối hợp với các ngành rồi là chính quyền cơ sở để phát hiện các cái vi phạm, xử lý ngay các cái vi phạm từ khi phát sinh ở tại cái cơ sở, không để mà gây mất phức tạp cái tình hình an ninh trật tự trong cái dịp Tết. Cùng với các giải pháp nghiệp vụ của lực lượng công an, nhiều địa phương trong tỉnh đã vận động nhân dân ra quân bóc, xóa tờ rơi, áp phích, quảng cáo hoạt động cho vay hay dịch vụ tài chính, vốn là kênh tiếp cận con nợ hữu hiệu của các ổ nhóm tín dụng đen. Chỉ sau một ngày ra quân, hàng nghìn tờ rơi, quảng cáo đã được bóc gỡ. Với phương châm làm đến đâu, sạch đến đó, các con phố, tuyến đường đã được giao cho các tổ dân phố và từng hộ gia đình quản lý nhằm không để tái diễn tình trạng dán tờ rơi, quảng cáo, giao vặt cho vay tiền nóng. Đảng ủy cũng có một công văn chỉ đạo xuống các phố, ở ủy ban cũng có một văn bản yêu cầu các phố tuyên truyền cho nhân dân là tại cửa của nhà của các hộ là tự giác là tháo gỡ hết, và từ nay sẽ là giám sát cái việc là
không cho người khác đóng cái số điện thoại hay là các cái tờ tín dụng xã hội đen lên cái đường trước nhà mình. Trước đây hơn một tháng thì đã giao cho lực lượng đoàn đã xóa đến hàng hơn 1.000 mét vuông về mặt khoan cắt bê tông và các cái việc này, xong nó tái lại rất nhanh. Để khắc phục cái này, ngoài cái kiến nghị với cấp có thẩm quyền làm sao có một cái chế tài tốt nhất, thì bên cạnh đó chúng tôi đang giao cho lực lượng công an phải tham mưu rồi phát động toàn dân trên địa bàn là hãy vào cuộc, mỗi người là một trách nhiệm cao thì mới ngăn chặn được cái này. Tuy nhiên, để giải quyết tận gốc vấn nạn tín dụng đen, ngoài việc trấn áp xử lý của lực lượng công an và chính quyền các địa phương, cần phải có sự vào cuộc của toàn xã hội. Trong đó, mỗi gia đình, mỗi người dân phải nâng cao ý thức tự bảo vệ mình trước những thủ đoạn tinh vi của đối tượng cho vay nặng lãi. Thưa quý vị và các bạn, để tạo niềm ham mê, hứng thú cho học sinh đối với môn lịch sử, trường tiểu học Vân Du, huyện Thạch Thành đã có những đổi mới sáng tạo trong cách dạy môn học này. Thành nhà Hồ, cầu Hàm Rồng, khu di tích Lam Kinh, tượng đài du kích chiến khu Ngọc Trạo. Những di tích lịch sử nổi tiếng trên khắp mọi miền của tỉnh Thanh Hóa đã trở nên quen thuộc với các em học sinh trường tiểu học Vân Du, huyện Thạch Thành qua các mô hình được đặt trong khuôn viên nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, chỉ với một khuôn viên nhỏ trong sân trường thì các thầy cô trường tiểu học Vân Du, huyện Thạch Thành đã tái hiện lại những di tích lịch sử nổi tiếng của tỉnh Thanh Hóa qua những mô hình như thế này, và qua đó thì cũng giúp được các em học sinh hiểu rõ hơn về kiến thức lịch sử. Với mong muốn giáo dục cho các em về truyền thống lịch sử văn hóa của quê hương đất nước, lòng tự tôn về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, năm 2017, Ban giám hiệu trường tiểu học Vân Du đã xây dựng mô hình các di tích lịch sử nổi tiếng tỉnh Thanh Hóa trong khuôn viên 200m². Những kiến thức lịch sử như Thành nhà Hồ được xây dựng như thế nào? Cầu Hàm Rồng đã gắn với những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ra sao? Khu di tích lịch sử Lam Kinh có những kiến trúc đặc sắc gì? Những du kích chiến khu Ngọc Trạo đã chiến đấu anh dũng như thế nào? Được các em học sinh tiếp nhận dễ dàng thông qua những buổi học bên các mô hình trực quan này. Cháu chưa được đi Thành nhà Hồ ạ, nhưng mà qua những tiết lịch sử địa lý thì cô đã dạy cho cháu. Cháu về Thành nhà Hồ, cháu biết là thành vào năm 2011, Thành nhà Hồ đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Qua những tiết học mà các thầy cô cho các con đi thăm những mô hình như thế này thì con cảm thấy như thế nào? Thưa cô, là con cảm thấy rất là vui ạ, tượng nhất tới mô hình bia Lam Kinh ạ. Thế con có biết gì về khu di tích lịch sử Lam Kinh không? Con biết là khu di tích lịch sử Lam Kinh nằm ở xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Cách làm sáng tạo hiệu quả của trường tiểu học Vân Du cho thấy nếu các thầy cô thực sự tâm huyết muốn truyền lửa cho học trò thì sẽ tìm ra các đổi mới phương pháp dạy để học sinh say mê môn học này. Đó cũng là việc làm thiết thực, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Với chủ đề đổi mới, sáng tạo, liên kết, phát triển bền vững, trong năm 2018, các phong trào phát triển kinh tế VAC, trang trại do Hội Làm Vườn và trang trại Thanh Hóa triển khai thực hiện đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, tạo đà phát triển công tác hội trong năm 2019. Nổi bật trong năm 2018, Hội Làm Vườn và trang trại Thanh Hóa đã thực hiện thành công nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị như chăn nuôi gà thả vườn, nuôi bò thịt chất lượng cao, ghép cải tạo cây nhãn, nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo. Nhiều dự án khoa học công nghệ, khuyến nông, nông nghiệp, công nghệ cao, cơ giới hóa trong nông nghiệp cũng được thực hiện có hiệu quả, góp phần xây dựng và phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại. Năm 2019, Hội Làm Vườn và Trang trại Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học, nông nghiệp công nghệ cao, quản lý trang trại thân thiện với môi trường, tăng cường liên kết phát triển kinh tế vườn trại theo chuỗi giá trị, có đầu ra ổn định, hiệu quả kinh tế cao, đồng thời hỗ trợ hội viên phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, xây dựng cửa hàng tiêu thụ nông sản sạch, an toàn thực phẩm và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Nhân dịp này, Hội Làm Vườn và Trang trại Thanh Hóa tặng giấy khen cho 45 tập thể và cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng hội vững mạnh và phát triển kinh tế vườn trại hiệu quả năm 2018.
Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Trong năm 2018, công tác chăm sóc sinh sản của tỉnh Thanh Hóa đã đạt được kết quả tốt trong hoạt động công tác chỉ đạo tuyến, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, hướng dẫn làm mẹ an toàn, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên. Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản cũng đã đẩy mạnh triển khai đơn nguyên sơ sinh tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện, góp phần giảm tải cho tuyến trên, giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh. Trong năm 2019, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh sẽ phối hợp với các dự án của các tổ chức phi chính phủ thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em, chú trọng công tác đào tạo cán bộ và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cao nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.